Nguyễn Hiếu và Yến Ngọc xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Chào Buổi Sáng. Chương trình được phát trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình sáng nay mùng 2 Tết Quý Mão, xin thay mặt những người thực hiện chương trình, Yến Ngọc và Nguyễn Hiếu kính chúc quý vị và các bạn một năm mới thật bình an, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Bộ đội biên phòng các tỉnh thành mọi miền biên cương của Tổ quốc tổ chức lễ chào cờ đầu năm. Những ngày đầu xuân mới, các cán bộ chiến sĩ trên đảo Tiền Tiêu vùng biển Tây Nam Tổ quốc vẫn hướng về đất liền, gửi những lời chúc tốt đẹp tới đồng bào cả nước. Chàng trai khởi nghiệp với nghề làm bánh tét ngũ sắc. Ngày xuân bàn chuyện thưởng trà, với người Việt, chén trà không thể thiếu trong mỗi gia đình, đặc biệt là những dịp đầu xuân thư thái. Thưa quý vị, sáng 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết Quý Mão, Bộ đội Biên phòng các tỉnh thành ở mọi miền biên cương của Tổ quốc đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, quốc ca Việt Nam được đồng thanh cất lên hùng tráng. Ánh mắt của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hướng về lá cờ đỏ thắm đang kiêu hũng, đang kiêu hãnh tung bay, thể hiện ý nghĩa sâu sắc, tình cảm với Đảng, Tổ quốc, Bác Hồ kính yêu, làm cho không khí buổi chào cờ đầu năm thêm trang nghiêm, linh thiêng xúc động, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chào cờ, hát quốc ca, nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Đặc biệt bên cột mốc chủ quyền, lễ chào cờ của cán bộ chiến sĩ và người dân đảo Trường Sa càng thiêng liêng xúc động. Buổi lễ chào cờ ở trên đảo Trường Sa vào đầu năm mới thì có ý nghĩa là hết sức là thiêng liêng, rất là quý giá đối với mỗi cán bộ chiến sĩ đang học tập và công tác trên đảo. Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Một, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Giữ vững phẩm chất tốt đẹp, cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng. Khi mình người trực tiếp đọc 10 lời thề vào cái đầu năm mới thì nó rất là vinh dự và tự hào. Đảo Trường Sa là nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Đầu xuân năm mới chúng tôi được đứng dưới lá cờ của Tổ quốc, thể hiện sự trang nghiêm, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Thông qua những lời thề của quân nhân, chúng tôi thể hiện sự đoàn kết, gắn bó và cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị, vui xuân không quên nhiệm vụ. Những ngày đầu xuân mới, các cán bộ chiến sĩ trên đảo Tiền Tiêu, vùng biển Tây Nam Tổ quốc vẫn trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Và từ vùng hải đảo xa xôi, các cán bộ chiến sĩ đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới đồng bào cả nước với lời hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Nhân dịp Tết đến xuân về, đại diện cho các lực lượng trên đảo cũng như là đồn biên phòng Khoai chúc bà con năm mới luôn dồi dào sức khỏe, là làm ăn thành đạt. Xin chúc cho
toàn thể các bà con nhân dân ở đất liền là một năm mới an khang thịnh vượng, luôn luôn là sức khỏe rồi dồi dào và trong cuộc sống làm ăn là luôn luôn tiến tới. Trong dịp năm mới thì thay mặt cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Chuối thì xin chúc bà con nhân dân ăn Tết vui tươi, đầm ấm. Còn việc canh giữ biển đảo đã chúng tôi sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. An lành, hạnh phúc, năm mới nhiều thắng lợi mới và thành công mới. Chúc các đồng chí đóng quân trong đất liền một năm mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bước sang năm 2023, phối hợp tốt với các lực lượng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, đất nước Việt Nam yên bình, hạnh phúc. Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 xin gửi đến lời chúc sức khỏe các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương, bà con nhân dân đón một cái Tết Xuân Quý Mão 2023 thật đầm ấm, hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Hãy yên tâm, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152 luôn vững vàng công tác và vững chắc tay súng để thực hiện cái nhiệm vụ ở nơi đảo xa trên cái vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Dâng những lời chúc tốt đẹp cùng với sự quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo phía Tây Nam Tổ quốc của các cán bộ chiến sĩ là một món quà tinh thần đầy ý nghĩa đối với nhân dân đất liền. Và chúng tôi cũng xin chúc cho các anh luôn vững tay súng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cũng như là luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa quý vị, trà là thức uống gần gũi, dung dị trong đời sống của người Việt. Bởi dù là trong đời sống thường nhật hay các dịp trọng đại, nơi bình dân hay các địa điểm sang trọng thì vẫn luôn có sự hiện diện của trà. Nhân và đặc biệt trong tiết trời của những ngày đầu xuân mới, trong không khí giao quà, nhiều người vẫn giữ thói quen thưởng trà để cảm nhận sự lắng động của thời gian, chiêm nghiệm về một năm đã qua, và nghĩ về những dự định trong năm mới. Và nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, mời quý khán giả cùng truyền hình Vĩnh Long gặp gỡ anh Nguyễn Hiếu Tính, một nhà nghiên cứu trang quá, để tìm hiểu về trà và nét trang quá thưởng trà ngày xuân. Thưa anh, với những cái cứ liệu cũng như là thông tin về lịch sử hình thành của trà như vậy thì theo anh thì hiện nay trà có một cái vai trò cũng như là vị trí như thế nào trong đời sống tinh thần văn hóa của người Việt ạ? Vậy thì rõ ràng là trà nó có một cái lịch sử rất lâu đời trong cái văn hóa Việt Nam. Cho nên là từ Bắc chí Nam thì dường như cái vai trò của trà nó có thường, có nghĩa là có mặt thường kỳ trong cái đời sống thường nhật mình đó. Và trong Nam thì khí hậu mình nó hơi nóng cho nên người miền Nam mình thì uống theo cái hướng nó trà mùi hương nhiều hơn là cái trà vị. Nhưng mà dù là Nam hay Trung hay Bắc thì trong văn hóa của người Việt Nam thì trà nó trở thành một cái gần như là một biểu tượng trong văn hóa giao tiếp. Thưa anh, như vậy thì để thưởng trà, để có một ấm trà ngon thì cần có những cái yếu tố nào? Trong văn hóa uống trà hay đúc kết lại cái câu là để có một bình trà ngon thì là nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ ấm và ngũ quần anh. Thì nhất thủy có nghĩa là quan trọng nhất của việc pha trà mà ngon là nước pha trà. Nhì trà là cái phẩm của trà đó, là tùy theo gu mỗi người đó. Tam pha là cái cách pha. Cách pha nó cũng ảnh hưởng đến việc ngon hay dở. Tứ ấm là liên quan đến cái bình trà. Và cái yếu tố cuối cùng đó, nó mang giá trị cộng đồng của văn hóa Việt Nam với cái tình làng nghĩa xóm đó, nghĩa là giá trị cộng đồng cao là ngũ quần anh, có nghĩa là sẽ tập hợp được nhiều người sẽ cảm thấy nó ngon hơn trong cái buổi tiệc trà. Thưởng trà ngày xuân cũng là một trong những cái thú mà được người dân lựa chọn. Như vậy thì thưởng trà vào ngày xuân sẽ khác gì so với việc mà mình thưởng trà trong đời sống hàng ngày của mình trong năm? Đối với ngày Tết thì rõ ràng là không gian Tết và thời gian Tết nó sẽ khác, vì không gian Tết nó tạo nên một cái tính thiêng, và thường ngày Tết là ngày mà giúp con người có thể lắng động lại,
có thể suy nghĩ lại quá khứ hay là cảm nhận những cái giá trị hiện hữu và cũng như kỳ vọng cho một cái gì đó tốt đẹp ở tương lai. Cho nên cái tính suy ngẫm hay là cái tính tỉnh của cái người vào ngày mùa xuân đó, thường nó sẽ rất là khác so với ngày thường. Và chính không gian, thời gian và chủ thể nó khác như vậy thì nó dẫn đến cái việc thưởng thức trà nói riêng hay là những cái khác cũng vậy, thì nó sẽ tạo nên một cái khuynh hướng là nó sẽ trầm tĩnh hơn, nó không vội vã trong cái việc mình pha trà. Và hơn nữa là bản chất của trà là thuộc về tính tĩnh, cho nên là nó rất phù hợp với những cái ngày xuân. Cùng với nhịp sống hiện đại, việc uống trà của người Việt cũng có nhiều thay đổi thích nghi. Tùy vào điều kiện, sở thích của mỗi cá nhân, gia đình mà lựa chọn loại trà, các loại trà cũ đi kèm, loại ấm và cách pha khác nhau. Nhưng tự chung lại, trà vẫn là thức uống không thể thiếu trong đời sống của người Việt. Và ngoài thưởng trà, bánh tét là một trong những món ăn truyền thống không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Nam Bộ mỗi dịp Tết đến xuân về, đúng không ạ? Vâng ạ, chính vì lẽ đó mà để hương vị bánh tét của miền Nam được lưu truyền và cũng như là được nhiều người thưởng thức, anh Kim Ngọc Dạng Phát quê ở Trà Vinh đã quyết tâm nối nghiệp gia đình để cải tiến vị bánh tét trà cuông Trà Vinh truyền thống, làm nên những đầu bánh tét ngũ sắc Vĩnh Long vừa thơm ngon vừa đẹp mắt. Những ngày cuối năm, cơ sở bánh tét của anh Kim Ngọc Dạng Phát ở xã Tân Hành, huyện Long Hồ luôn đỏ lửa. Sự cải tiến về hình thức từ truyền thống sang bánh tét ngũ sắc với năm màu thiên nhiên như cam từ quả gấc, màu xanh từ lá bồ ngót, màu đỏ từ trứng muối, màu vàng từ đậu xanh và màu tím từ lá cẩm đã tạo thêm nét đặc sắc hơn cho hương vị bánh tét quê nhà. Nghề truyền thống của gia đình và đây là một cái nghề nó rất là quý báu của dân tộc mình. Mình phải giữ gìn, mình tiếp nối và mình phát triển thôi. Nên mình quyết định mình chọn ngành này là để khởi nghiệp. Anh cho biết trước đây bánh tét trà cuông đã được sản xuất tại Trà Vinh. Song do việc vận chuyển liên tỉnh khó khăn nên sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định cùng về quê mẹ ở Vĩnh Long khởi nghiệp. Nhờ chủ động nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng và tăng cường giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội mà hiện nay bánh tét ngũ sắc đã có mặt ở thị trường các tỉnh miền Tây, miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cũng góp phần làm gia tăng sản lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho gia đình và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Tại ngày 15 là bắt đầu gói cho để cho Tết rồi đó. Mỗi người một khâu, đông vui, nhưng mà cực thì có cực đó, nhưng mà rất là vui vẻ, phấn khởi. Ngày thường thì mình làm ít giờ, nhưng mà Tết thì mình làm nhiều, nhưng mà lương nó lại gấp đôi. Cuộc sống con ngựa của gia đình cũng thoải mái. Tết thì sản lượng cao, mình làm nhiều hơn, nhưng mà thu nhập cao hơn. Thành ra là Tết thì mình làm từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Hiện nay, mỗi ngày sản lượng sản xuất từ 350 đến 500 đòn. Riêng dịp Tết năm nay, mỗi ngày, cơ sở sản xuất từ 3.000 đến 5.000 đòn, tăng gấp 3 lần so với năm trước. Đến với cơ sở làm bánh của anh Phát, thì thật sự là khi mà mới bước vào đây thì em rất là bất ngờ. Và cái thứ hai nữa là rất là khâm phục một cái người trẻ tuổi, nhưng mà lại là có thể nối nghiệp gia đình, đem cái món ăn truyền thống dân gian của mình duy trì và phát triển. Ở tuổi 29, khởi nghiệp đi lên về nghề làm bánh dân gian, song anh Kim Ngọc Dạng Phát, một thanh niên dân tộc Khmer, vẫn thấy vui và hạnh phúc khi đang góp phần giữ gìn bản sắc ẩm thực của dân tộc để hương vị bánh tét ngày xuân ngày càng bay cao, bay xa khắp mọi miền đất nước. Thưa quý vị, vượt hải trình dài, ngang trùng sóng dữ, những phần quà Tết đã được các tàu dùng 4 hải quân trao cho quân và dân trên đảo Trường Sa. Không chỉ đơn thuần là vật chất chăm lo cho bộ đội đón Tết, mà trong này còn có nhiều món quà tinh thần đặc biệt, gói trọn tình cảm của hậu phương luôn hướng về nơi đầu sóng. Lần thứ 3 trở lại Trường Sa, ngoài hành lý, thiết bị tác nghiệp, nhà báo Đặng Thị Phương Qua, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang đem theo nhiều quà Tết, trong đó có tay chua, măng khô, bánh tam giác mạch, toàn là đặc sản địa phương nơi địa đầu Tổ quốc, gửi tặng cán bộ chiến sĩ ở đảo xa. Đây là những cái món quà cũng như là cái tình cảm của người Hà Giang. Tức là đây là tôi mang cũng có những cái đặc sản là mong là tất nhiên là quà Tết thì các bạn đấy sẽ có các cái vùng miền, và đây là cũng tôi cũng muốn là cái món quà của những người dân nơi cực Bắc, nơi biên giới cực Bắc Tổ quốc gửi gắm đến cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa, và cũng là mong là cán bộ chiến sĩ quân và dân đảo Trường Sa luôn
bảo vệ vững chắc từng cái tất đất sải biển của Tổ quốc. Và cũng là mong là các anh là luôn có một cái Tết đầy đủ đầy hơn. Cháu yêu chú bộ đội, canh gác ngoài đảo xa, yêu màu xanh áo lính, mang trên vai khẩu súng. Chú hiên ngang canh giữ bờ biển của nước ta, không quản ngại nắng mưa, chú vẫn luôn đứng đó, mang trong tim Tổ quốc, giữ vững nền bình yên. Con chúc các chú đón một năm mới an khang thịnh vượng, luôn luôn mạnh khỏe để có sức bảo vệ Tổ quốc. Cháu cảm ơn các chú. Người lính trẻ Trường Sa với gương mặt rạng ngời hạnh phúc khi cầm trên tay những dòng thư nắng nót, những lời thăm hỏi ân cần, những lời chúc mộc mạc, bức vẽ thân thương mà chính các cháu học sinh nhỏ tuổi làm tặng cho các chú. Khi mà tôi nhận được cái lệnh công tác tại Trường Sa thì có một người bạn rất là thân thiết của tôi là cô giáo Vũ Thị Thu Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A2 trường tiểu học Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Rất là vui mừng và đã ngỏ ý là sẽ gửi một chút tình cảm ra đến với các chú bộ đội ở ngoài đảo xa. Và đến khi tôi đi thì tôi thấy rất là ngạc nhiên khi mà cô đã trao cho tôi một tập các con học sinh đã viết, vẽ và thể hiện bằng những cái hình ảnh như thế này ạ. Những bức thư có thể là các con làm, rồi là các con có thể sưu tầm, và các con đã kỳ công là cắt, dán, rất là kỳ công. Khi mà trao cho tôi thì cô Thủy chỉ nói một câu là những tình cảm của chúng em là rất là thật và chỉ có thể thể hiện được như thế này thôi. Giờ rất mong các chiến sĩ ở ngoài đảo xa đón được một cái Tết đầm ấm, yên vui và lúc nào cũng cảm thấy là đất liền rất là gần với cả đảo. Đoàn ra thì chúng tôi như được trở về nhà, được gặp lại những người thân ở trong gia đình. Cảm giác rất là vui sướng. Và qua đây thì chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc tới đất liền, lời kính chúc bình an và đón một cái xuân thật là đầm ấm, vui vẻ. Và luôn tin tưởng rằng là chúng tôi ở nơi tuyến đầu Tổ quốc sẽ luôn vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc bình yên biển đảo để bà con được yên tâm đón Tết. Những món quà mộc mạc, bình dị nhưng mang hơi ấm của đất liền, gửi trọn sự cảm phục, trân trọng, biết ơn những hy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp thêm mùa xuân vui tươi, đầm ấm và sức mạnh tinh thần để các anh có thêm nghị lực vượt qua bão táp, phong ba, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng.